Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Thái Nguyên, 47 tuổi, trú tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Nay Nhí, 29 tuổi, trú tại xã Ea Son, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024, Nguyên cùng anh Nay Nhí và 4 người khác đến nhà một người quen ở Buôn Cà Ri, xã Ea Son, huyện Ea Leo tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi đã uống rượu say thì giữa Nguyên và anh Nay Nhí xảy ra mâu thuẫn, thách thức đòi đánh nhau. Sẵn có men rượu trong người nên Nguyên đi vào bếp lấy một cái chày bằng gỗ dài 63 cm, rồi đi đến đứng sau lưng anh Nay Nhí đánh liên tiếp 2 nhát vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Phát hiện trên đầu anh Nay Nhí chảy nhiều máu nên Nguyên cùng những người xung quanh đã băng bó vết thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất may anh Nay Nhí được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 45%. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Ea Leo để điều tra, đến nay, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam Bùi Thái Nguyên về hành vi giết người.